chạy xe nè. Đúng là ở đảo là cái mùi đủ thứ mùi, mùi cá, mùi bắp quá trời luôn. Nhưng mà đặc biệt ở đây là mọi người rất là chấp hành tuân thủ luật lệ giao thông, ai cũng đeo nó. Mà chị, mình cứ nghĩ là chạy đi xe này á là ở đảo mà đâu có công an đâu. Mình nghĩ ở đảo này là không có công an nên mọi người không có đội nó bảo hiểm ha. Chạy xe nhưng mà thấy ai cũng đeo nó bảo hiểm hết trơn á. Nói chung là nó khác xa với nhiều cái, khác xa so với mình nghĩ. Mọi người có thể thấy đường xá nó nhỏ, nó dễ thương lắm. Không có nhiều xe tải nữa chứ, không có nhiều xe taxi nữa chứ. Nói chung là được. Mở nó bảo hiểm ra luôn. Xong rồi đội vô tới tận nhà luôn. Đúng là lúa cục cục nè. Cách nói giùm chị với. Rồi bây giờ là mình sẽ coi, mình sẽ vô nhận phòng rồi sau đó mình sẽ đi. Nhà nghỉ Bình Minh mọi người ơi. Địa chỉ là 21 đường 27 tháng 4. Ở số điện thoại thì lát nữa có gì mọi người tua lại coi số điện thoại trên cái clip của mình ha. Bắt đầu vô nhận phòng nè mọi người. Phòng bao nhiêu đây ta? 201 rồi, đúng phòng luôn. Ồ, cũng ok nè mọi người ơi. Khoảng 4m2, 8m2. Rồi mọi người đang còn đợi để mà chuẩn bị lên thuyền để đi ra bãi cá. Mọi người có thể coi những cái view xung quanh đây nè. Hôm nay rất là may mắn là biển rất là êm, không có sóng nhiều và cũng không có gió. Thì tuy nhiên rất là nắng. Bây giờ cũng có thể là tới 40 độ rồi đó. Cái này giống như đi vượt biên hồi xưa quá mọi người. Ủa cái này là mình có máy chứ hả? Chứ đâu phải chèo bằng tay. Trưa nắng 12 giờ mà chèo bằng tay làm sao mà chịu nổi. Chúng ta phải đeo áo phao vào để cho nó an toàn nha. Bắt đầu là mọi người đi vượt biên nè mọi người ơi. Ngồi y chang luôn, ngồi chung 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 y chang như vượt biên luôn. Buộc phải đeo áo phao. Cái này là ai tắm trắng là không có đi được đâu nha. Đặc trị cho ai tắm trắng nha. Ồ nước trong lắm mọi người ơi, rất rất là trong. Để mình quay cho mọi người coi. Nước rất là trong. Bây giờ là mình sẽ lên bè nè mọi người. Tới rồi. Bây giờ là hiện giờ mọi người đang còn đến bè cá. Thì về thông tin bè cá này nếu mọi người cần thông tin thì mình sẽ cho sau. Còn bây giờ mình sẽ quay một vài loại hải sản tươi tại cái bè cá này nha. Ok. Cái này là cá bớp. Cá bớp biển nè mọi người. Đẹp quá. Còn cái này là con nhum nè. Trời ơi, tự nhiên nhìn xong cái thèm nhum nước mỡ hành dễ sợ. Rắc chút xíu đậu phụng vô nữa là bao ngon. Ồ, bên cạnh của nó là ốc hũ nàng. Mọi người có thể coi ốc hũ nàng. Ủa chú, cái này là ốc hũ nàng đúng không chú? Wow, cái này bao nhiêu ký chú hả? Dạ 30, 70. Mình không biết là ở trong rạn biển, ở trong Sài Gòn thì ăn ốc cua nàng không phải là giá 70 đâu mọi người ơi. Cũng phải tới 200-300 ngàn. Cái này là cua mặt trăng ha. Vì sao gọi là cua mặt trăng? Vì trên cái mai của nó có những cái đốm đỏ tròn giống như mặt trăng vậy đó. Cũng có cua đá luôn. Nó cũng có cua đá luôn nè mọi người. Đẹp quá. Mọi người coi chú đang còn vớt. Chú đang còn vớt. Chú lấy cái đó là cái gì chú ha? Cá mú cọp ha. Hình như nhóm của mình có gọi cá mú nên chú phải ra bè cá mú riêng. Thường ở đây là mọi người sẽ tách từng bè riêng, từng loại.
tại sao mình phải che lại chú ha? Nó nắng quá hả? À, có nghĩa là đâu phải là cứ ở dưới biển là không sợ nắng đâu mọi người. À, mình thử coi chú bắt một con cá mú lên. Ồ, mặc dù là nằm trong bè nhưng mà không phải là dễ bắt nha mọi người. Đẹp quá, bản thân con cá nó cũng đã đẹp rồi. Cái này là tôm mũ ni nè mọi người. Tôm mũ ni và tôm hùm mini. Đây là tôm mũ ni. Cái này là mực này mọi người ơi. Mực nang và mực lá luôn. Ồ, tại sao khi mà mình bắt lên nó con mực nó dài nhưng mà ở dưới biển nó lại mập mất mít như vậy. Hay quá ha. Mình vẫn bị thu hút bởi những con ốc này, ốc bàn tay này mọi người. Nó có những cái cạnh nhọn chỉ ra để giống như bàn tay, nhưng người ta gọi là ốc bàn tay. Ốc đuôn, con này con đuôn, ốc đuôn. Đây là ốc đuôn rồi. Đẹp quá. Con nào cũng đẹp hết. Cái vỏ nó rất là đẹp. Này là đồ khó. Đồ khó cái đoạn này. Đẹp lắm quá mọi người. Tèo cầu rơi. Chuẩn bị vô. Một cái thuyền đang tới cái bè nó ngược má ơi, đừng bắt lỗi má ơi. Ồ mọi người, nước đây trong lắm, rất là thích tắm nhưng mà không đem đồ. Mặc áo phao vô xong rồi chụp cái kính, mặt kính vô cái mình lặn xuống mình thấy san hô ở dưới luôn. Đúng non cảnh hữu tình luôn ha. Con cá mú lúc nãy này khoảng 3 kg 2 hay 3 kg 3. Cái này như là hấp hấp hành à. Thầy cá mú hành trong đầu rồi. Biến rồi. Đó là của cá tươi lắm á. Cái này là con nhum này mọi người. Nhum này là đã được làm sạch rồi. Bây giờ chỉ việc đợi nước. Cái này là mỡ hành. Chưa ăn không được uống. Để mà lát nữa mình nướng rồi mình bỏ lên bên trong đó. Chưa ăn không được uống. Ở đây 20 ngàn một con nhum như vậy thôi. Cái con này nếu mà lúc mà chưa có làm sạch mấy cái gai á, thì cái gai nó rất là nhức. Nếu mà mình đụng vô á, nó làm cho mình nhức cả tuần luôn á. Nó sưng và nhức. Rất là khó chịu. Và con này là đã nướng, cũng có thể là nấu cháo. Này là ốc nhảy nè mọi người. Lúc đầu mình là mình nhớ theo quả ốc tỏi. Đúng là ốc nhảy thiệt. Nãy giờ trong đầu có nghĩa là ốc tỏi không? Tỏi rồi. Nhưng nướng xong rồi. Ủa cái ly nhựa nãy đâu nè? Ly nhựa hả? Đây hả? Cái này phải ăn liền. Không ăn liền nó sẽ tanh. Mà nó cũng không ngon, ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Cái vị mỡ hành nó làm cho nó ngon hơn, chứ không có mỡ hành nó thua, mỡ hành không ngon. Chú nàng này mọi người ơi, ở đoạn biển trong Sài Gòn mình ăn khoảng, nó bán khoảng 200 mấy đến 300 là tùy nó vô mùa ha. Người con nó cũng không được to như vậy. Cái này bằng nửa bàn tay của mình. Còn bình thường thì 350-400 một ký, nhưng mà nó cũng không có được to như vậy luôn, mặc dù là hàng tuyển. Sài Gòn thì mình ăn bằng có chút xíu hai nửa ngón tay à. Này gọi là ốc vú nàng ha. Nè, ốc vú nàng này mọi người. Thì bản thân mình thấy á hả, ốc đồ ăn nó cũng như nhau hết trơn, nó cũng không có khác gì, nó cũng đều dai dai giòn giòn và sần sần. Để mình thử mình ăn cái này xong rồi mình review mọi người nha. Bé có thể mở giùm chị được không? Nói về cá mú thì hồi nãy ăn cá mú thấy nó rất là béo, vì nó đang còn sống thì tất nhiên nó phải béo là đúng rồi, và rất là ngọt. Dường như là bên chủ bè họ chế biến họ không có nêm nếm gì đâu, chủ yếu là vị ngọt từ cá thôi. Này một con ốc bự mà ra được có chút xíu thịt bên này.
thường là chỉ có nước mọi rồi chấm mắm gừng vậy thôi, hoặc là chấm muối tiêu trắng. Đang ngồi đứng ở khu vực cột cờ của huyện đảo Phú Quý này. Mọi người có thấy background phía sau của My không? Wow, đẹp chưa? Trời ơi, phải nói là hoang sơ nhưng mà rất là đẹp. Mình thích Phú Quý rồi đó. Mọi người thấy chưa? Cực kỳ hoang sơ. Mà nước biển nó trong trong vắt luôn. Mọi người phải thốt lên rằng là ôi đẹp quá. Cái này là khu vực cột cờ của huyện đảo Phú Quý ha. Đây cũng là một trong những cái địa điểm check-in hot của đảo Phú Quý. Nè, mọi người có thấy nước phía sau mi không? Nó rất là trong. Đặc thù của mùa này của đảo Phú Quý là nó không, nước nó không có bị đục, nước biển không bị đục. Có thể thấy được cái gì nè, san hô, đúng rồi, lúc nãy đi bè thì quá trời san hô luôn. Đang đứng ở bãi nhỏ này, cái này gọi là bãi nhỏ, rất là đẹp. Mình sẽ view sơ cho mọi người coi bãi nhỏ nó đẹp như thế nào ha. Mọi người xem cái view xung quanh mình đi, rất là đẹp. Mọi người thấy chưa? Phải công nhận là nước ở đảo Phú Quý chưa có bị ô nhiễm môi trường, chưa có bị du lịch làm ảnh hưởng, dẫn tới là nước vẫn còn trong, san hô vẫn sống và mọc được. Sáng giờ mình đi thuyền là mình toàn là thấy dưới đáy không á nha. Ở dưới đáy toàn rất là nhiều san hô. Phía xa xa kia là Hòn Tranh đó mọi người. Hòn Tranh thì các cô chú ở đây nói cũng không có cái gì đặc biệt hết. Đó, đây là Hòn Tranh này. Mọi người có thể thấy view của bãi nhỏ. Đẹp không? Càng đi ra xa thì càng đẹp. Xung quanh là biển, là đá và là cỏ. Bây giờ là ghé vô cà phê Võng hoặc là nước quán nước Võng gần biển. Nó nằm sát bên cạnh khu Triều Dương nè. Khu Triều Dương là một cái khu toàn là cây dương không à. Và rất là mát. Thì nó nổi tiếng ở đây nên mọi người rất là thích để tới mà cắm trại hoặc là nghỉ ngơi. Mình có thể coi. Đây, bây giờ mình vô, nãy giờ mình đi nắng rồi. Mình vô mình làm một trái dừa. Xong rồi tính tiếp chiều nay làm gì, ăn gì. Đây. Sáng nay là mới 5 giờ là bắt đầu là dậy rồi. Tại vì được biết là cái chỗ này rất là đẹp để mà đón bình minh buổi sáng. Và đi nó cũng không có bị nắng. Nếu mà đi quá trưa thì ngủ không được rồi. Mượn xe của chỗ nhà nghỉ đi lên đây luôn. Mọi người có thể coi cái view ngoài sau mi nè. Trời ơi đẹp ngỡ ngàng luôn. Với lại mình đi sáng á, biển nó không có bị gió và sóng quá nhiều. Nó rất là êm, mọi người thấy không? Đẹp quá. Cái view này là view cao nhất của đảo. Có thể đứng từ đây và nhìn được hết tất cả các điểm của đảo Phú Quý. Ở đây đặc biệt là có những cái tảng đá
hình thù giống như đá vôi hay sao đó, nhưng mà nó rất là lạ. Thì bởi cái lạ đó nó mới đẹp nè mọi người. Mọi người coi những cái đá này nó rất là đẹp. Chờ bên kia kìa, chỗ nó mèo kìa. Hai anh.